Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa là điểm sáng nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2024, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 113,96 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 19,2%, nhập khẩu tăng 18% và cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 4,72 tỷ đô la Mỹ. Trong 2 tháng đầu năm 2024, có 11 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 75,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó có 4 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 52,5%. Trong 2 tháng đầu năm 2024, có tới 39 trên 45 mặt hàng tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu của nhiều nhóm sản phẩm công nghiệp chế biến đạt mức tăng trưởng cao, thậm chí tăng ở mức hai con số. Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như gỗ và sản phẩm gỗ tăng tới 43,8%, sắt thép tăng 45,4%, giày dép tăng 18,3%, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 33,9%, hàng dệt may tăng 15%. Trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu tới các thị trường lớn phục hồi tốt và đạt mức tăng cao, trong đó Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta, ước đạt 17,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Nhật Bản, ước tăng 19,6%, EU ước tăng 14,2%, Trung Quốc ước tăng 7,7%. Như vậy, sự khởi đầu thuận lợi trong 2 tháng đầu năm với việc các đơn hàng gia tăng, các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất để kịp tiến độ xuất khẩu đã mở ra tín hiệu tích cực và mang tới kỳ vọng cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong năm 2024.